Xin lỗi mẹ đi. Không, xin lỗi mẹ, nàng lỡ rồi cho đăng tiếp. Đây, hôm nay mình sẽ làm một cái món chuột đồng nướng nha. Không thấy mày có. Đây nè, đó. Đấy, con nào con đấy chả bá lửa chưa? Thì ướp thêm ớt vô. Ướp thiệt cây, thiệt lô vô. Đúng rồi. Quá là hấp dẫn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành đi nướng nè. Đó, mình quay cho mọi người xem. Rồi giờ mình tiến hành đi nướng chuột thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nướng chuột thôi. Ai à wow. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nè. Nhìn trong màn hình là thấy rồi đúng không? Wow, thơm quá. Đó. Wow. Cho nướng mà không thơm trời. Rồi, một mẻ. Đó. Tạm dừng được rồi. Không bỏ thôi. Đây thành quả nãy giờ đã chín rồi nha. Rồi thanh niên nướng làm thử miếng coi ngon nè. Cái này là ngồi là nướng chập chắc hết thịt chưa chín mà đang ăn hết quá. Wow, khỏi nghi ngút luôn. Làm hai vlog mới được. Wow. Chuyển đến khay này luôn hả? Khay này là canh khoai khoai canh không là cháy táp lửa quá nè. Em thấy là cái đó lửa miệng canh đi. Em thấy là cái này là không được. Rút hết cho thầu hai bỏ ra nướng cho cao. Cao. Một thơm lửng luôn. Nó sao ngồi chỗ nào khói đi chỗ đó rồi ta. Oh. Quá là hấp dẫn này. Lâu lắm mới về quê ăn được con chuột nướng. Ở trong đó thấy chuột thì ớn. Ủa cái gì kìa. Còn một mẻ nữa đã. Mẻ này đã chín rồi. Đang lên nguy ngút. Rồi bây giờ chín rồi nha. Trời cũng đã tối rồi. Rồi chuẩn bị mình dọn ra mình xơi thôi. Đó, bây giờ phải nhờ đèn pin hỗ trợ nè. Quá là hấp dẫn.
Mời mọi người cùng chơi món chuột nướng nha. Tối quá, tối nướng cháy hết rồi. Gấp mà nước miếng nó cứ nhiễu tuôn tuôn tuôn. Vãi. Bữa nay là hỏng rồi. Linh vô lấy cái tô cho bè. Đừng ở dưới nó bè được cái miếng chạy xuống. Ồ. Lấy cái tô là hứng nước miếng gấp. Bò. Bò mà nó nghe thịt chuột nó cũng la là biết rồi đó. Làm sao mình chịu nổi. Bà ở sao anh ốc rồi đi về rồi. Nào đây mình đi dậy. Nào đây mình đi dậy. Rồi xong một dĩa trà bá lửa. Ủa, đói quá đói mà run luôn á. Ai chở gì vậy? Lấy ghế đưa cậu. Đây đó. Chui. À. Mà dưới bên sao không chở đi mình đâu á. Nào mày nào nói cái tuần kiếm tên lên một cái dĩa mới coi. Ồ. Nó luộc ăn là bé nhiều dữ. Anh Châu. Wow. Anh Châu ơi. Đây em biểu. Hả? Em nhờ cho rồi em biểu. Con kêu anh mà không kêu em biểu, anh biểu em biểu nha con. Này Linh lớn hơn anh Châu đâu. Đúng lên. Rồi, mẹ cuối cùng của món chuột nướng. Chuột đồng nướng. Từ ở lờ nó dết nữa. Con ta nhất nha. Ủa sao mà xíu vậy? Ok mẹ. Gì? Rồi phần nướng chuột bây giờ đã xong. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha.